365 ngày cùng các thánh học trường Giê-xu. Ngày thứ 125. Lời Chúa Giê-xu trong Tin Mừng Gioan chương 10 câu 31. Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Lời Thánh Gioan Tẩy Giả. Linh hồn nào kết hiệp với Thiên Chúa, ma quỷ sợ nó như sợ chính Thiên Chúa. Với Chúa Giê-xu. Lời Chúa Giê-xu dạy hôm nay được trích trong trình thuật Chúa lên Jerusalem trong dịp lễ cung hiến đền thờ. Ở hành lang Salomon của đền thờ, Chúa gặp gỡ nhiều người Do Thái và Ngài đã xưng mình là Con Thiên Chúa. Cũng như Chúa và Chúa Cha là một, người Do Thái phản ứng thế nào trước lời của Chúa? Họ có thể hiểu và đón nhận lời đó hay không? Không thể hiểu và cũng chẳng chấp nhận. Tệ hơn, họ còn có một hành động rất tàn ác. Đó là họ lấy đá ném Chúa, vì họ cho rằng Chúa Giê-xu đã phạm thượng, đã tự xưng mình là Thiên Chúa. Hành động ném đá này tố cáo lòng trí u mê và tâm thái ác độc của người Do Thái. Và khi hành động như vậy là họ đang để cho sự dữ và ma quỷ điều khiển. Để thay vì lòng nhân, họ đã rao rắc ác độc và bạo lực. Họ thiếu vắng Thiên Chúa, không sống kết hiệp với Chúa. Vì thế, họ bị ma quỷ điều khiển, để rồi tinh thần của Chúa vắng bóng trong trái tim và trong cuộc sống của họ. Nhìn người Do Thái và lắng nghe lời Chúa răn bảo: hôm nay, bạn và tôi, xin Chúa giúp ta biết nói không và xa tránh hành động tiêu cực xấu xa, thích ném đá do ma quỷ tác động và điều khiển. Cụ thể, ta xin Chúa giúp ta biết sống kết hiệp liên lỉ với Chúa, cũng như luôn để Chúa hướng dẫn soi sáng và giúp ta ngoan ngoì tuân theo lời Chúa truyền dạy. Có như thế thì ma quỷ sẽ không thể bén mảng đến và quấy nhiễu và điều khiển ta. Đó cũng là điều mà Thánh Gioan Thánh Giá gửi đến cho bạn và tôi hôm nay. Lạy Chúa Giê-xu, xin đừng để chúng con sa vào cám dỗ, thích ném đá bằng những suy nghĩ, lời nói và hành động tiêu cực của ma quỷ giăng ra. Xin giúp chúng con luôn kết hiệp với Chúa và đừng xa lánh Chúa bao giờ. Lạy Chúa Giê-xu là Thầy dạy tốt lành, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con. Sống với Chúa Giê-xu. Bạn hãy nhớ lại một trải nghiệm bạn đã ném đá người khác qua lời nói, suy nghĩ, cách xử sự và hành động tiêu cực. Khi nhớ lại, bạn hãy xin Chúa ơn khóc lóc và ăn năn sám hối. Kế bên đó, bạn xin Chúa ban cho bạn một ơn trọng đại, luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa, luôn hỏi Chúa trong mọi hoàn cảnh: Chúa suy nghĩ thế nào? Bạn tập suy nghĩ giống Chúa. Chúa sẽ nói gì? Bạn nói như vậy. Chúa hành động ra sao? Bạn làm giống như Chúa vậy.
Tiếng gà đã gáy ba lần xưa, khiến Phêrô thầm hối lỗi từng ngày. Tiếng gà vẫn gáy đến thời nay, nhắc con quay về nẻo chính đường ngay. Lợi danh con đã đua chen, tìm theo lạc thu thâu đêm, còn lại chi ngoài quả tim rã rời. Ánh mắt ngài nhìn hôn con, ánh mắt chờ đợi đã héo hon. Dặn sao tình thương ôi tình ngài rộng hơn đại dương. Phải chăng con đã quên ngài? Phải chăng bao tháng năm dài tìm danh lời thu vui chân ai? Ngài ơi, đường trần dẫu xa xôi, lời thề hứa trên môi trở về với. Tiếng gà báo thức đêm đã qua, muốn con tỉnh dậy bước quay về nhà. Tiếng gà đánh thức lúc ngủ say, giúp con thay lại muôn sang ngày mai. Dậy đi quên mọi lo toan, dậy đi tình rất miên man. Nào dậy đi lòng đừng lưu luyến gì. Ánh mắt dịu dàng vì tha, đôi tay hiền từ chợt mở ra. Ngọt ngào dịu êm ôi thật là hạnh phúc bình yên. Phải chăng con đã quên ngài? Phải chăng bao tháng năm dài tìm danh lời thu vui chân ai? Ngài ơi, đường trần dẫu xa xôi, lời thề hứa trên môi trở về với ngài thôi. Không phải vì Chúa đã bỏ con lúc con đau khổ đắng cay lỡ lòng, không phải vì Chúa đã bỏ con, chính con quên ngài tìm thú vui trần gian. Ngài luôn ân cần thương yêu, vòng tay u ấm nâng niu. Ngài vẫn đứng mòn mỏi trong ngóng đời. Sám hối tội đời, người ơi mau quay trở về với Chúa thôi. Nguyện ngài gìn giữ quan phòng và che chở đời con. Phải chăng con đã quên ngài? Phải chăng bao tháng năm dài tìm danh lời thu vui chân ai? Ngài ơi, đường chờ
đường dẫu xa xôi, lời thề hứa trên môi trở về với Ngài thôi. Ngài ơi, đường trần dẫu xa xôi, lời thề hứa trên môi trở về với.